học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha nhá, Nam Mô Tham Ma nhá, Nam Mô Sang Ha nhá. Con kính đảnh lễ sư, con xin kính chào cô chú học viên trong room, con xin tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame cha rupe giri sikhara ta te chan ta li khe vi ma ne di pe ra te cha ga me ta ru wa na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phom ma cha jan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang Nivaravachanam sathavo me sunantu dhamma savanakalo ayam padanta dhamma savanakalo ayam padanta dhamma savanakalo ayam padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Bhutthaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyammi Bhutthaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyammi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi dutiyammi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi Bhutthaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi dhammaṃ Saraṇaṃ gacchāmi tatiyammi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Itiriso bhagavā arahaṃ sammā sambuddho viccacaraṇa sambanno sugato lokavido anuttaro purisa dhammasāraṭhi sakkhāni Vamanusanam vato phagavati nati me saranam anyam vato me saranam varam etena sacha vache Nahotu me jaya mangalam vata mangena vande hambada pangsong varuta mangu te yo kalito do so vato kamatutam mamam Swakato phagavata thammo sandhitiko akaliko ehipasiko opanajiko pachatam ve Itapo vinyo hiti nati me saranam anyam thammo me saranam varam etena sacha vache Nahotu me jaya mangalam uttamangena vandeham thamman jaduvitham varam thamme yo Kalito doso thammo kamatutam mamam Supatipanno phagavato savaka sangho Ucchupatipanno phagavato savaka sangho Nyayapatipanno phagavato savaka sangho Samichipatipanno phagavato savaka sangho Yadidam chatta Rimurisa yugani athapurisa bhogala esa bhagavato savaka sangho ahunayyo pahunayyo dakhinayyo anchalikaraniyo anuttaram bunyakhetam lokasatinati me saranam anyam sangho me Saranam varam etena sacha vache nahotu me jaya mangalam uttamangena vandeham Sanghaṃ caduvithātamaṃ saṅkheyo kalito doso saṅkho kammatutaṃ mamaṃ Vandāmi cetiyaṃ sāpāṃ sāpāthāne supatitthitaṃ sāririkathātu mahābhūtiṃ bhūtarūpaṃ sakalaṃ sādhaṃ
Sam mô thê a tha vê san cha đoa đa san cha sa ha sa kê pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra san a hăng tê sang tham man cha sang khan cha đa rê na na ma mi hăng na ma ka ra nu pha vê na han qua sa pê ô ba ta vê a nê ka an ta ra ya pê vê na san to a se sa to sam bô thê pan cha pan nha san cha cha tu vê sati saha sake dasa sata saha sa mi na ma mi si ra sa aham te sang ham man cha sang han cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu fa we na han tua sa pe upa na we ane ka antara ya pi we na san tua se sa to Sambo te na watara sa te atha cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na ha tua sa pe u pa ta we a ne ka an ta ra ya pi we na san tua se sa tu sa pe pu ra ti ma ya ni sa ya sa ta a we ra su ki han tu sa pe pu ra ti ma ya a nu ni sa ya sa ta A vệ ra su khi hàn tu sa pe đa khi na ya ni sa ya sa ta A vệ ra su khi hàn tu sa pe đa khi na ya anu ni sa ya sa ta A vệ ra su khi hàn tu sa pe ba chi ma ya ni sa ya sa ta A vệ ra su khi hàn tu sa pe ba chi ma ya anu di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe o ta ra ya di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe o ta ra ya anu di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe o pa ri ma ya di sa ya sa ta a ve ra su ki han tu sa pe thế thì ma ya di sa ya sa ta a ve ra su khi han tu sa pe sa ta a ve ra han tu su khi ta han tu ni do kha han tu a ya pa cha han tu a ni kha han tu ni kha yu ka han tu a ro ka han tu sam ba ti hi sa me chan tu su khi a ta nang Pariharantu dukkha patta ca niddukkha paya patta ca nipaya soka patta ca nisoka hantu sape bibaninu akasatha ca pommatha devana kamahitika bunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanam akasatha cha phom ma tha de wa na ka ma hi ti ka bun nyang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu no ga ro a ka sa tha cha phom ma tha de wa na ka ma hi ti ka bun nyang no anu mo dan tu chi rang ra khan tu nya ta yo a ka sa tha cha phom ma tha de wa na ka ma hi ti ka Bồn nhãn nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phong ma tha de wa na ca ma hi thi ca. Bồn nhãn nô anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nô sa đăng. Y đăng qua ta nô bồn nhãn a sa wa kha ya wa hang ho tu anagate ka le. Sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Phật Mai Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Xin chào các thầy học viên. Thì hôm nay thì mình sẽ học tiếp bài số 5. Bài số 5 con xin mến lễ sư ạ. Rồi. Con xin mến lễ sư ạ. Bài
thứ năm, cái đây bài thứ năm hôm trước là mình có cái gì? Bài thứ năm thì mình có sau phần lịch sử thì mình có phần động từ tiếp theo, thì hiện tại tiếp theo nhân xưng đại danh từ công khác, đàm thoại bị cách hỏi nghề nghiệp. Thì hôm trước là mình đã học xong phần từ vựng cho đoạn văn này rồi à, rồi một cái bảng chia của thầy hiện tại ở dạng bằng E. Hôm nay mình sẽ học tiếp phần còn lại ở trong bài này. Trước tiên là chúng ta học về phần động từ ha. Động từ thì mình sẽ có bốn dạng động từ. Hôm trước là mình đã học động từ dạng Pachati, tức là dạng động từ kết thúc bằng Ati. Rồi mình cũng đã học cái dạng động từ dạng Eti là Deceti. Thì sau này mình gặp động từ nào mà nó có dạng Ati như thế này thì hiện tại thì mình sẽ chia giống như cái bảng này. Cái bảng là Pachati hôm trước mà mình đã học. Các động từ nào mà nó thành cùng bằng E, dạng E tí thì nó sẽ chia giống như là động từ DC tí. Rồi mình còn có hai dạng động từ nữa, đó là dạng động từ bằng A tí với lại O tí. Thì sau này mình gặp các động từ mà thành cùng bằng A tí ở thì hiện tại thì mình sẽ có một bảng chia giống như thế này, dạng A tí. Bài sau chúng ta sẽ học. Rồi một bảng động từ dạng O tí, này như là caro tí. Như vậy thì động từ thì nó nhiều, nhưng mà nếu mình để ý, mình để ý nó thì nó chỉ có bốn dạng như thế này, tức là dạng A tí, dạng E tí, dạng A tí, dạng O tí, như là Pachati, DC tí, Chana tí, Caro tí, có bốn dạng. Thì bốn dạng này thì nó sẽ tương ứng với bốn bảng chia. Các động từ nào có dạng ác tí thì nó có một cái bảng chia riêng của nó. Động từ nào dạng e tí thì nó có một cái bảng chia riêng của nó. Dạng a tí thì có một cái bảng chia riêng của nó. Và dạng o tí thì nó có một cái bảng chia riêng. Rồi đó là bốn dạng động từ. Bốn dạng động từ, nhưng mà trong bốn dạng động từ nó, đến khi mình sử dụng nó, bảng chia thì nó có bốn bảng, nhưng đến khi mình sử dụng nó thì nó chỉ có hai loại, tức là tha động từ với lại tự động từ. Khi mình sử dụng nó thì nó chỉ có hai loại, gọi là tha động từ với lại tự động từ. Giờ tha động từ là sao? Tha động từ tức là những động từ mà nó đòi hỏi phải có túc từ bổ nghĩa cho nó thì câu đó nó mới đầy đủ, mới nghe nó mới hiểu được. Ví dụ ở đây mình có câu là Thero Thamang De Se Tí, thì vị trưởng lão thuyết. Nếu mình nói là vị trưởng lão thuyết không á, thì nó sẽ không rõ mà phải thuyết gì hoặc là nói cái gì. Thì ở đây nó đòi hỏi phải có túc từ là Thamang. Túc từ chia cách thứ hai thì vị trưởng lão thuyết pháp nói như vậy thì ta hiểu liền. Quả đây ở câu 2 mình có Sodo Aharang Pachati, vì người đầu bếp, người đầu bếp nấu thức ăn. Người đầu bếp nấu thức ăn thì là nấu vật thực. Thì ở đây mình cái động từ Pachati, nếu mình nói nấu không á thì nó không rõ nghĩa mà phải nấu cái gì.
nấu cơm, nấu cháo, nấu gì đó, nó đòi hỏi phải có túc từ. Thì các động từ nào mà đòi hỏi phải có túc từ như vậy thì người ta gọi là tha động từ. Gọi là tha động từ. Rồi trường hợp thứ hai đó là tự động từ, tức là những động từ mà nó tự diễn đạt đầy đủ ý nghĩa mà không cần phải có túc từ. Ví dụ ở đây có câu là mấy văn tiếp tha má, chúng tôi đứng, chỉ cần nói như vậy là người ta hiểu ngay là mình đang đứng. Hoặc là tum hê ni si đát hát, các bạn đang ngồi. Như vậy thì một câu nếu mà động từ đó là tự động từ thì nó chỉ cần có hai từ. Còn nếu mà tha động từ thì nó có ba từ. Những câu ngắn gọn thì nó sẽ sử dụng như vậy. Rồi đó thì nói về hai loại động từ khi mình sử dụng. Cách nhận biết động từ thì nó có bốn cái cách nhận biết. Nó dạng á tí, dạng ê tí, a tí, ô tí, tương xứng với bốn bản chia. Nhưng mà đến khi mình sử dụng nó thì mình chỉ có hai dạng, hai loại, đó là tha động từ và tự động từ. Tha động từ là những động từ mà đòi hỏi phải có thuộc từ cổ nghĩa, còn tự động từ thì là những động từ nó tự diễn đạt đầy đủ ý nghĩa. Rồi ở đây là bản chiêu của thì hiện tại, hôm trước thì mình đã học rồi. Rồi trong thì hiện tại này, hôm trước mình có học đó là ở bài số 3 thì hiện tại đó là nói về hành động đang xảy ra. Rồi ở đây còn phần tiếp theo của động từ của thì hiện tại đó thì hiện tại nó còn diễn đạt hành động xảy ra thường xuyên hoặc là những hành động mà được lặp đi lặp lại. Được gặp đi lặp lại thì cũng được sử dụng ở thì hiện tại. Ví dụ ở đây mình có cái câu là Ahang paramattha ramang abhidhang gacchami. Tôi thường đi đến chùa Siêu Lý, kiểu vậy. Hoặc là Quang palipha sang abhidhang sikkhasi. Sikkhasi. Bạn thường học tiếng Bali. Thì đó là thì hiện tại mà nói về diễn đạt hành động xảy ra thường xuyên, là một trường hợp khác nữa so với trường hợp hôm trước mình học, đó là thì hiện tại diễn tả hành động đang xảy ra. Thì hôm nay mình học một trường hợp khác của thì hiện tại, đó là diễn đạt hành động xảy ra thường xuyên hoặc là lặp đi lặp lại nhiều lần. Thì đó là phần văn phạm của bài số 5. Cái phần tiếp theo đó là phần đàm thoại. Đàm thoại trong bài số 5 này thì đàm thoại về cách hỏi nghề nghiệp. Giờ chúng ta nghe đọc rồi sau đó đưa tay lên để chúng ta đọc phần đàm thoại ha. Suparati naga Suparati tisa Idani kinh tui hằng xếp hoàng Idani kinh tui hằng xếp hoàng Ahang achariyo hồ mi Ahang achariyo hồ mi Athanh giác toàn Athanh giác toàn Ahang hoa ni chù hồ mi Ahang hoa ni chù hồ mi Aho sun đá ràng Aho sun đá ràng. Rồi nghe lại Suparati Suparati Idani kinh tui hằng xếp bằng Idani kinh tui hằng xếp bằng Ahang achariyo hồ mi Ahang achariyo hồ mi Athanh giác hoàng Athanh giác hoàng Ahang hoa ni chù hồ mi Ahang hoa ni chù hồ mi Aho sun đá ràng Aho sun đá ràng. Rồi nghe lại lần nữa ha. Suparati Suparati Idani kinh tui hằng xếp bằng Ahang achariyo hồ mi Athanh giác hoàng Ahang hoa ni chù hồ mi Aho sun đá ràng. Rồi bây giờ ai đọc được mời giơ tay lên để chúng ta đọc ha.
nay anh Khánh bận hả? Anh Khánh bận, con Tân mời lớp đọc bài em xin. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, xin đọc ạ. Suparati Naga, Naga xin chào buổi tối. Suparati Tissa, Tissa xin chào buổi tối. Idani King, Tuy Hang Sipang, hiện giờ bạn làm nghề gì? Á Hang, Acharyo Homi, tôi là thầy giáo. Cá Thanh Chá Toan, còn bạn làm nghề gì? Á Hang, Vanicho Homi, tôi là doanh nhân. Á Hồ Sundaran, ồ tốt quá, thưa sư xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc. Chúc phá ra tí, Naga, Naga xin chào buổi tối. Xuất phá ra tí, tít xá xin chào buổi tối. Ý đa ní kinh tuy hàng xíp băng, hiện giờ bạn làm nghề gì? Á hàng a chi ri yô hô mi, tôi là thầy giáo. A chá ri yô hô mi, tôi là thầy giáo. Cá thanh chá toan, còn bạn làm nghề gì? Á hàng wa ni chô hô mi, tôi là doanh nhân. Á hồ xuân đa răng, ồ tốt quá, con xin hết ạ. À, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Suparati Naga, Naga xin chào buổi tối. Suparati Tissa, Tích xá xin chào buổi tối. Ý đa ní kinh tuy hăng xíp băng, hiện giờ bạn làm nghề gì? Á hăng a chá rí vô hô mí, tôi là thầy giáo. Các thanh chát tuân, còn bạn làm nghề gì? Á hăng qua ní chô hô mí, tôi là doanh nhân. Á hồ xin đá răng, ồ tốt quá. Dạ con xin hết ạ. Xin mời cô Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Suparati là xin chào buổi tối. Suparati là xin chào buổi tối. Ý đa ní kinh tuy hang sức băng, hiện giờ bạn đang làm nghề gì? Á hang á cha rio hô mi, tôi là thầy giáo. Ca thân chá toan, còn bạn làm nghề gì? Á hăng quan đi vô hô mi, tôi là doanh nhân. Á hô xuân đá răng, ồ tốt quá. Dạ bà sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Chú Phá Rất Tí Nè Ghé, xin chào buổi tối. Chú Phá Rất Tí Ít Xé, xin chào buổi tối. Ý đến ý kinh tuy hăng xích phân, hiện giờ bạn làm nghề gì? Á hăng a chá ri vô hô mi, tôi là thầy giáo. Cá thanh chá toan, còn bạn làm nghề gì? Á hăng qua ni vô hô mi, tôi là doanh nhân. Á hồ chú đá răng, ồ tốt quá. Chun đá răng, ồ tốt quá. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Suparati Naga, Naga xin chào buổi tối. Suparati Tissa, Tissa xin chào buổi tối. Ida ni kinh tuy hăng xíp băng, hiện giờ bạn làm nghề gì? A hăng a chá ri dô hô mí, tôi là thầy giáo. Các thanh chá toang, còn bạn làm nghề gì? Á hăng, quan ý dô hô mí, tôi là doanh nhân.
Aho Sundarang, ồ tốt quá, bạch sư con xin hết ạ. Để xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sufarati Naga, Naga xin chào buổi tối. Sufarati. Phật tử Phùng Điệp bị rớt thì sao? Đổi người đi. Dạ, dạ. Xin mời Phật tử anh Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sufarati Naga, Naga xin chào buổi tối. Sufarati Tisa, Tisa xin chào buổi tối. Idani Kim Tuy Ham Sipham, hiện giờ bạn đang làm nghề gì? Aham Acharyo Homi, tôi là thầy giáo. Các thanh chát con, còn bạn làm nghề gì? Aham Vanijo Homi, tôi là doanh nhân. Aho Sundaram, ồ tốt quá, sản thư sư con xin hết ạ. Ôi sao kỳ ta, bị mơ, mất rất mạng. Dạ, cũng không, bạn đang đúng đầu không ạ? Dạ thưa sư, sư hết rồi. Rồi, sang nghe đọc lại ha. Suparati naga Suparati tisa Idani kinh tui hăng xếp phẳng Ahang ajariyo homi Tathanh chát toàn Ahang vanijo homi Aho sunharang. Hai lần nữa, Suparati Naga, Suparati Tisa, Idani Kinh Tuy Hằng Sếp Phạng, Ahang Acharyo Homi, Ta Thành Gia Toàn, Ahang Hoa Nichu Homi, Aho Sunarang. Rồi, đó là phần đàm thoại. Giờ mình học bản nhân sinh đại danh từ Tùm Hát ha. Hôm trước thì cái bài trước mình đã học nhân xưng đại danh từ âm hát. Thì hôm nay mình sẽ học nhân xưng đại danh từ tùng hát. Tùng hát dịch là bạn à, dịch là bạn, hoặc là anh, hoặc là ngươi, hoặc là mày, nghi gì đó à, người mà mình nói trực tiếp. Thí dụ ở đây mình có thí dụ nè, người ta có thí dụ nè. Khi đà ni quan Upa Sakke Hisatthin Katha Vassasi. Bây giờ bạn cùng với những thiện nam đang ở đâu à, thì cái chữ toan này nó được chia từ chữ tung hát à, số ít, chủ cách số ít thì là bạn. Hoặc là ở câu số 2 mình có tung hê chá à, chá ri già chá Utha Phatika Phavatha. Các bạn và những giáo viên là các tử, là các Phật tử. Thì ở đây các bạn là chữ được dịch từ chữ tông hê à, dịch từ chữ tông hê. Hoặc là ở đây mình có cái câu là tui hăng nam ăn kinh, tên của bạn là gì? Thì cái chữ tui hăng ở đây là của bạn, của bạn nó được chia ở cách thứ 6 à. Ahang Taya Saha Thamang Sunitung Aramang Gachami. Tôi với bạn đi đến chùa để nghe pháp. Thì cái chữ Taya ở đây nó cũng được chia từ chữ tông hát à, ở cách thứ 3 à, ở cách thứ 3. Để ở đây để biết được cái tông hát nó được chia ở các cách như thế nào thì mình phải nhớ được cái mạng chia của nó.
và đây là bản kia của công hát. Xin sư đại danh từ ngôi thứ hai. Thực ra bản kia này thì rất khó nhớ. Nhưng học đi rồi sau này khi mình làm bài tập lên xuống nhiều lần, nhờ đó mà chúng ta có thể nhớ nó được. Còn nếu mình không học thì nó sẽ không biết. Thì ở đây mình có chủ cách là toan tú quan, chủ cách số ít là toan tú quan, số nhiều thì công hê. Cái này thường nó xài nhiều chỉ xài cho chữ toan thôi, số ít, còn chữ tú quan thì ít có thể sử dụng. Tú cách số ít thì tăng tao quan tú quan, số nhiều công hê công ha căn vu. Sử dụng cách số ít quá gia ta gia tê, số nhiều công hê hí công hê khí vu. Chỉ định cách số ít tay giá ta quá tùy hang tê, số nhiều công hang công ha căn vu. Số thứ cách số ít quá gia ta gia, số nhiều công hê hí công hê khí. Sở thuộc cách số ít tao quá tùy hàng tê, số nhiều công hàng công ha căng vô. Định sở cách số ít toa dí tái dí công hề xú. Nghe lại lần nữa. Chủ cách số ít quan tu quan, số nhiều công hề. Đối cách số ít tăng tao quan tu quan, số nhiều công hề công ha căng vô. Sử dụng cách số ít quá gia ta gia tê, số nhiều công hề hí công hề phí vô. Chỉ định cách số ít tao quá tùy hàng tê, số nhiều công hàng công ha căng vu. Số sư cách số ít quá gia ta gia, số nhiều công hề hí công hề phí. Sử dụng cách số ít tao quá tùy hàng tê, số nhiều công hàng công ha căng vu. Định sở cách số ít quá dí ta dí, số nhiều công hề xú. Rồi bây giờ ai đọc được nhờ giơ tay lên để chúng ta đọc bản kia này ha. Con mời lớp học bài. Dạ thưa sư, con xin chia bản biến cách của nhân sư đại danh từ tâm tâm há. Chủ cách số ít toan tú quan, số nhiều tâm hê. Đối cách số ít tăng tá quan tú quan, số nhiều tâm hê tâm ha căn vô. Sử dụng cách số ít đó gia tá gia tê, số nhiều tâm hê hí tâm hê phí vô. Chỉ định cách số ít tá quá túy hằng tê, số nhiều tâm hằng tâm ha căng vô. Xuất sức cách số ít tóa gia tá gia tâm hê hí tâm hê phí. Sở thuộc cách số ít tá quá tuy hằng tê, số nhiều tùm hằng tùm ha căng vô. Định sở cách số ít tóa dí tá dí, số nhiều tùm hê xú. Tôi xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tâm há. Chủ cách số ít tăng tú quan, số nhiều tâm hê. Đối cách số ít tăng tá quan tú quan, số nhiều tâm hê tâm ha căng vô. Sử dụng cách số ít tó gia tá gia tê, số nhiều tâm hê hí tâm hê phí vô. Chỉ định cách số ít tá quá tùy hăng tê, số nhiều tâm hăng tâm ha căng vô. Xuất xứ cách số ít tó gia tá gia, số nhiều tâm hê hí tâm hê phí. Sở thuộc cách số ít tá quá tùy hăng tê, số nhiều tâm hăng tâm ha căng vô. Định sở cách số ít tá dí tá dí, số nhiều tâm hê xú. Và bà sư con xin hết ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tâm há. Chủ cách số ít toan tú quan, số nhiều tâm hê. Đối cách số ít tăng tá quan tú quan, số nhiều tâm hê
tâm ha căn vô sở dụng các số ít, tóa gia tá gia tê số nhiều, tâm hê khí, tâm hê phí vô chỉ định các số ít, tá quá tuy hăng tê số nhiều, tâm hăng tâm ha căn vô xuất xứ các số ít, tóa gia tá gia số nhiều, tâm hê hí tâm hê phí sở thuộc các số ít, tá quá tuy hăng tê số nhiều, tâm hăng tâm ha căn vô định sở các số ít, tóa dí tá dí số nhiều, tâm hê sú tâm hê sú. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tâm há. Chủ cách số ít tuân tú quân, số nhiều tâm hê, đối cách số ít tăng tá quân tú quân, số nhiều tâm hê tâm há căn vô sở dụng cách số ít, tóa gia tá gia tê số nhiều, tâm hê hí tâm hê phí vô chỉ định cách số ít, tá quá tuy hăng tê số nhiều, tâm hăng tâm há căn vô xuất xứ cách số ít, tóa gia tá gia số nhiều, tâm hê hí tâm hê phí xuất xứ cách, tá quá tuy hăng tê số nhiều, tâm hăng tâm há căn vô định sở cách số ít, tá dí tóa dí tá dí số nhiều, tâm hê số. Dạ bà sư, con xin hết. Xin mời Phật tử mang cái lá nam đi. Dạ sư, sư xin học, xin đọc. Chủ cát số ít tăng tú văn, số nhiều tâm hê, đối cát số ít tăng tá văn tú văn, số nhiều tâm hê tâm ha căn vô sử dụng các số ít, tá phá gia tá gia tê số nhiều, tâm hê hí tâm hê bí vô chỉ định các số ít, tá phá tuy hăng tê số nhiều, tâm hăng tâm ha ca tâm ha căn vô xuất xứ các số ít, tá phá gia tá tá gia tá gia số nhiều, tâm hê hí tâm hê bí sở thuộc các số ít, tá vá tuy hăng tê số nhiều, tâm hăng tâm ha căn vô định sở các số ít, tá vá ý tá ý tá dí số nhiều, tâm hê số. Dạ thưa sư, xin hết. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc bảng biến cách của nhân xưng đại danh từ tum há. Chủ cách số ít toang tú văng, số nhiều tum hê, đối cách số ít toang tá văng tú văng, số nhiều tum hê tum hà căng vô sử dụng cách số ít, tóa ra tá ra tê số nhiều, tum hê phí vô chỉ định cách số ít, tá quá tuy hăng tê số nhiều, tum tum hăng tum hà căng vô xuất xứ cách số ít, tóa ra tá ra số nhiều, tum hê hí tum hê phí sở thuộc cách số ít, tá quá tuy hăng tê số nhiều, tum hăng tum hà căng vô định sở cách số ít, tóa dí tá dí số nhiều, tum hê xú. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc.
bản nguyên cách của nhân xưng đại danh từ tâm há. Chủ cách số ít toàn tu quăng số nhiều tâm hê đối cách toàn đối cách tăng tái quăng tú quăng số nhiều tâm hê tâm hê căng vô sử dụng cách tối dè tái dè tê số nhiều tâm hê hí tâm hê phí vô chỉ định cách tái quá tùy hằng tê số nhiều tâm hằng tâm hai căn vô xúc xứ cách số ít tối dè tái dè số nhiều tâm hơi hí tâm hơi phí sở thuộc cách tái quá tùy hằng tê số nhiều tâm hằng tâm hai căn vô định sở cách tối dí tái dí tâm hơi xú. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Oanh Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc bảng biến cách của động từ nhân xưng đại danh từ tum ha. Chủ cách số ít đoam tu vam, số nhiều tum hê, đối cách tam ta pam tu vam, số nhiều tum hê tum ha cam vô, sử dụng cách số ít đoạn già ta già tê, số nhiều tum hê hị tum hê phị vô, chỉ định cách số ít ta qua tùy hầm tê, số nhiều tum hầm tum ha cam vô, xuất xứ cách số ít đoạn già đát già, số nhiều tum hê hị tum hê phị, sở thuộc cách số ít ta qua tùy hầm tê, số nhiều tum hầm tum ha cam vô, định sở cách số ít tọa dĩ ta dĩ, số nhiều tum hê su. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tum há. Chủ cách số ít toan tú quăng, số nhiều tum hê, đối cách số ít tăng tá quăng tú quăng, số nhiều là tum hê tum ha căng vô, sử dụng cách số ít quá giá tá già quá già tá già tê, số nhiều là tum hê hí tum hê phí vô, chỉ định cách số ít là tá quá tuy hăng tê, số nhiều là tum hăng tum ha căng vô, xuất xứ cách số ít quá già tá già, số nhiều là tum hê hí tum hê phí, sở thuộc cách số ít là tá quá tuy hăng tê, số nhiều là tum hăng tum ha căng vô, định sở cách số ít là quá dí tá dí, số nhiều là tum hê xú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư, con xin đọc bảng biến cách của nhân xưng đại từ danh từ tum há. Chủ cách toang tú quăng, số ít là số nhiều tum hê, đối cách tăng tá quăng tú quăng tum hê tum ha căng vô, sử dụng cách số ít tá ra tê tum hê hí tum hê phí vô, chỉ định cách số ít tá qua túy hăng tê tum hăng tum ha căng vô, cũng nhiều là tum hăng căng vô, xuất xứ cách số ít quá ra tá ra, số nhiều là tum hê hí tum hê phí, sở thuộc cách số ít tá qua túy hăng tê, số nhiều tum hăng tum ha căng vô, định sở cách số ít quá rí tá rí, số nhiều là tum hê số ạ. Dạ con xin hết ạ. Thưa sư, con xin đọc bản biến cách
Sân đại danh từ tâm há, chủ cát số ít, toan tú quan số nhiều tâm hê, đối cát số ít, tăng tá quan tú quan số nhiều tâm hê, tâm ha căng vô. Sử dụng cát số ít, tóa gia tá gia tê số nhiều tâm hê hí tâm hê phí vô. Chỉ định cát số ít, tá quá tùy hăng tê số nhiều tâm hăng tâm ha căng vô. Xuất xứ cát số ít, tá già tá già số nhiều tâm hê hí tâm hê phí. Sở thuộc cát số ít, tá quá tùy hăng tê số nhiều tâm hăng tâm ha căng vô. Định sở cát số ít, tá dí số nhiều tâm hê số. Dạ xin còn còn Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Rồi. Nghe đọc lại ha. Đủ cách số ít toan túc quan số nhiều tâm hê, đối cách số ít tăng phá quan túc quan số nhiều tâm hê tâm ha căn vô. Sử dụng cách số ít toa gia phá gia tê số nhiều tâm hê hí tâm hê phí vô. Chỉ định cách số ít ta quá tùy hằng tê số nhiều tâm hằng tâm ha căn vô. Xu sư các số ít quá già tại già số nhiều tâm hề hí tâm hề phí. Trả thuộc các số ít ta quá tùy hàng tê số nhiều tâm hàng tâm ha căn vô. Đình sở các số ít quá dí tay dí số nhiều tâm hề suốt. Rồi đó là phần nhân sinh đại danh từ tâm khác. Ở đây còn một số danh từ chỉ nghề nghiệp. Một số danh từ chỉ nghề nghiệp. Acharyo là thầy giáo. Vicho là bác sĩ. Gilanupathaka là y tá. Vanicho là doanh nhân. Itakaro là hòa sĩ. Gayako là ca sĩ. Kundawayo là thợ may. Kasako là nông dân. Rồi nghe đọc lại. Acharyo, Acharyo, Vicho, Gilanupathaka, Vanicho, Vanicho, Itakaro, Itakaro, Gayako, Gayako, Tunawayo, Tunawayo, Kasako, Kasako. Rồi mời lớp đọc thêm phần này đi. Lớp đọc thêm phần này để mình nhớ từ vựng. Rồi mời lớp đọc một tiếng. Mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Acharyo là thầy giáo. Vecchio, bác sĩ. Gilanupathaka là y tá. Vanicho, thương gia. Chitakaro là họa sĩ. Gayako, ca sĩ. Tunawayo là thợ may. Kasako là nông dân. Thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, yeah, bạch sư con xin đọc ạ. Acharyo là thầy giáo. Vecchio là bác sĩ. Gilanupathaka là y tá. Vanicho là doanh nhân. Chittakaro là họa sĩ. Gayako là ca sĩ. Tunawayo là thợ may. Kasako là nông dân. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thiện Hương. Phật sư con xin đọc ạ. Acharyo là thầy giáo. Vecchio là bác sĩ. Gilanupathaka là y tá. Vanicho là doanh nhân. Chittakaro là họa sĩ. Gayako
là ca sĩ, Tunawayo là thợ mai, Kasako là nông dân. Là sư con xin hết. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc một số danh từ chỉ nghề nghiệp. Acharyo là thầy giáo, Wacho là bác sĩ, Gila Nupathaka là y tá, Wanicho là doanh nhân, Chittakaro là họa sĩ, Gayakko là ca sĩ, Tunawayo là thợ mai, Kasako là nông dân. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc một số danh từ chỉ nghề nghiệp. Acharyo là thầy giáo, Wicho là bác sĩ, Gilenupathake là y tá, Wanijo là thương gia, Chittakaro là họa sĩ, Gayako là ca sĩ, Tunawayo là thợ may, Kasako là nông dân. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số danh từ chỉ nghề nghiệp ạ. Acharyo là thầy giáo, Wacho là bác sĩ, Gilanupathaka là y tá, Wanijo là doanh nhân, Chittakaro là họa sĩ, Gajako là ca sĩ, Tunawayo là thợ may, Kasako là nông dân. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Oanh Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc một số danh từ chỉ nghề nghiệp ạ. Acharyo là thầy giáo ạ. Vecho, bác sĩ. Gila Nupathaka, y tá. Vanijo, doanh nhân. Chittakaro, họa sĩ. Gajako, ca sĩ. Tunapajo là thợ may, Kasako là nông dân ạ. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đặt một số danh từ chỉ nghề nghiệp ạ. Acharyo là thầy giáo, Wacho là bác sĩ, Gilanubathaka là y tá, Wanijo là doanh nhân, Chittakaro là họa sĩ, Gajako là ca sĩ, Tunawayo là thợ may, Kasako là nông dân. Dạ thực sự con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thực sự con xin đọc ạ. Acharyo là thầy giáo, Vecho là bác sĩ, Gilanupathaka là y tá, Wanijo là doanh nhân, Chittakaro là họa sĩ, Gajako là ca sĩ, Tunawayo là thợ may, Kasako là nông dân. Dạ thưa sư con hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Thưa sư, con xin đọc những một số danh từ chỉ nghề nghiệp. Acharyo là thầy giáo, Wacho là bác sĩ, Gilanupathaka là y tá, Wanicho là doanh nhân, Chittakaro là họa sĩ, Garako là ca sĩ, Tunawayo là thợ may, Kasako là người nông dân ạ. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Thưa sư, con xin đọc một số danh từ chỉ nghề nghiệp. Acharyo, thầy giáo, Wacho, bác sĩ, Gilanupathaka,
y tá, Wanicho, nhân nhân, chích tá caro, hạ sĩ, gây cô, ca sĩ, tu ná qua vô, thợ may, cá xá cô, nông dân. Dạ, xin còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, thưa sư xin hết rồi. À, xin còn mời Phật tử mang cái lá nanh đi. Dạ, thưa sư xin đọc. Acharyo là thầy giáo, Vito là bác sĩ, Gilanupathara là y tá, Vanicho là nhân nhân. Dạ là nhân nhân. Chita Caro là hạ sĩ, Gachapo là ca sĩ, Tunavayo là thợ may, Kasako là nông dân. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư hết rồi ạ. Dạ. Bây giờ chúng ta học phần trả lời câu hỏi ha. Ở đây còn số tràng từ chỉ sự thường xuyên thì nó chỉ 2-3 từ thôi, chúng ta tự đọc ha. Từng có chữ Sapada, Sada, Nichakalan, Dulapawasena, Kalantarena, Apinahang. Giờ trả lời câu hỏi. Có sao câu hỏi cho bài học này. Thứ nhất đó là gạch dưới các câu Pali được sử dụng ở thì hiện tại trong đoạn văn. Phần này thì mình đọc đoạn văn thì mình mới gạch được. Câu số 2 đó là có mấy dạng động từ, hãy cho biết một vài tha động từ và tự động từ. Có mấy dạng động từ? Bạch sư có 4 dạng ạ. Dạ thưa sư có 4 dạng động từ. Có mấy dạng? Dạ thưa sư có 4 dạng. Dạ thứ nhất là e tí, thứ hai là e tí, thứ ba là e tí, thứ tư là ô tí. Rồi thêm the động từ thì có hai loại động từ, the động từ và tự động từ. The động từ là loại động từ còn phải có túc từ sự vật thì mới thể hiện những đẹp đầy đủ ý nghĩa. Bốn dạng động từ, tha động từ. Giờ ở đây tha động từ là người ta cho mình cho ví dụ một vài tha động từ nè và một vài tự động từ. Dùng cho ví dụ gì? Dạ, ví dụ tha động từ là Pupalo, Ramanang, Nimantati, Đức Vô Mời, Vị Bà La Môn. Cho động từ là người ta biết động từ đó là tha động từ hay là tự động từ rồi. Dạ. Cho thử này. Ví dụ giống như động từ gì? Cho một câu khác hả sư? Không cho câu, cho động từ thôi. À, cho một động từ thôi ha. Ừ. Thê động từ, tự động từ. Vậy cô có dạng động từ cô rê tí được không sư? Đây là dạng thứ nhất. Ở thứ hai. Chữ gì? Cô rê tí, bô xê tí. Gì cô rê tí là tí được không sư? Mấy câu á. Vậy là trộm. Chô rê tí ha. Đó là chô, không phải cô. Chô rê tí, dạ. Cái gì đó hoặc là đề chi tiết. Dạ, đề chi tiết là thuyết. Pali tiết là hộ trì. Pali tiết cũng được. Đó là tha động từ. Bây giờ tự động từ, cái đó tự động từ như gì? Vậy là sư đã sẽ là rép thêm một câu khác nữa sư thư. Lý sĩ đặc tí. Để người khác trả lời. Trả lại một phần thôi.
Từ động từ là gì? Như là gì? Thưa sư, ni si đa tí. À, ni si đa tí. Dạ. Ở gì nữa? Dạ, ha sa tí. Cái gì? Ha sa tí sư. À, ha sa tí. Ha sa tí là cười. À. Rồi cái gì nữa? Rô đá tí. À, rô đá tí là khóc. Rồi một vài thả tự động từ ha. Giờ câu số 3. Tìm các nhân xưng đại danh từ tung hát đã được sử dụng trong đoạn văn. Cái phần này thì đọc đoạn văn rồi tìm. À, như vậy có hai câu liên quan đến đoạn văn. Câu số 4. Chọn một động từ có hình thức giống như là DC tí trong phần ngữ vựng và tập chia động từ đó. Vậy thì mình phải xem lại phần ngữ vựng coi mình có động từ gì. À, phần ngữ vựng nè, tức là mình có động từ gì? Từ nghi manh tê tí, động từ tháp phê tí. À, hai động từ, có hai động từ đó thì chia giống như là đê tê tí. Câu số 5. Hãy dùng các động từ nghi manh tê tí, tháp phê tí, bắp phá cha tí để biết thành câu bê li hiện tại theo bài học này. Rồi câu số 6. Hãy sử dụng một câu trong bài học để hỏi về nghề nghiệp của một người khác. Giờ câu số 6 này thì mình mới đọc lúc nãy, mình bỏ qua đi. Giờ câu số 5. Câu số 5 người ta kêu sử dụng 3 động từ này nè, biết thành câu ở thời hiện tại. Bây giờ mình thử lấy 3 động từ đó để viết thành câu ở thời hiện tại, sẽ ta biết được không? Tức là mình có động từ gì? Vậy thì sư xem màn hình rớt rồi, sư không thấy màn hình. Khoan, để sư. Thưa sư, con xin đặt câu với Lý Man Tê Tí. Là mời. Dạ. Phu ba lô nít ché ca lăng không phu ba lô Brahma con thầy ký đặt làm sao? Dạ, con đặt cái câu là đức vua thường mời các vị bà la môn. Con đặt là phu ba lô Brahma nê nít chát ca lăng ní man tê tí. Ramani Ramani nít chát ca lăng nít chát ca lăng ní man tê tí. Ní man tê tí. Rồi được rồi đó. Đức vua thường mời các vị bà la môn. Rồi ai đặt động từ tháp phê tí với lại bắp bách chất tí đi. Ai đặt từ tháp bên tí hay sư? Ừ. Tháp bên tí được không sư? Được, đặt đi. Dạ, con đặt Ramana Namang Namang tháp bên tí là các vị bà la môn đặt tên đó. Đặt tên phải các vị bà la môn đặt tên. Thêm tí nữa đặt tên cho ai nữa? Yeah, đặt tên cho thái tử và đặt tên cho hoàng tử. Thái tử gì là biết làm sao? Và thêm chữ hoàng tử nữa là ra trẻ Kumaro. Thái tử hi. Dạ thái tử đương sư. Thái tử hoàng tử thì thêm chữ khác. Cách thứ mấy đặt tên dạ. cho là cách thứ mấy? Dạ cho là cách thứ cho cách thứ 4 5. Để con lật cái tờ giấy nằm đâu đây, cách thứ nằm trên sư bạn biên cách. Rồi, chiếc
cách này coi. Đây để con coi. Mereki Tete Kumaro. Vậy là cách số ít, cách thứ nhất đó sư ơi. Sao mà cách thứ nhất được? Dịch là cho. Chai. Thứ nhất được. À, cho. Chỉ định sử dụng xuất xứ. Định sử cách. Định sử cách. Cho là định sư. Cho là định sư ha. Vậy thì mình ra chế cú mơ rô. Ra chế cú mơ rô đâu rồi. Ra chế cú mơ rô thêm vô chữ. Nếu mà định sử cách số ít thì thầy chỉ mấy dí vô. Cũng sư. Làm sao? Dạ yeah, để con. Để xác định là định sơ cách người ta dịch làm sao mà thì mới làm được. Yeah, định sơ cách dịch làm sao? Để con coi. Định sơ cách dịch từ thêm từ ra chế cú mơ rô. Mình chữa nó sửa thành ra chế cú mây dí. Nói luôn. Đúng sơ. Bây giờ định sơ cách thì dịch làm sao? Nếu mà định sơ cách dịch là làm sao? Các cụ bè La Môn đặt tên cho Thái tử. À. Dạ, cô thêm chữ là ra chế cú mai dí. Sao mà ra chế mai dí được? Dạ. Vậy là định cho cách số ít mà. Dạ, vậy số nhiều hả? Ai biết chữ đó nói coi. Hay là số nhiều rồi. Dạ, cho là cách thứ mấy? Ra chế cách thứ tư. Chỉ định cách cho đến là cách thứ tư. Mình phải nói cách đó trước rồi sau đó mình mới tìm bản kia thì nó mới làm được. Còn bây giờ không biết là cho là cách thứ mấy thì làm sao mình chia được. Để khi mới không biết là cho tức là cách thứ tư thì mình mới coi coi cách thứ tư là nó là gì. Đó là cách mình làm bài tập. Về chế cú mơ rô. À, các vị Bà La Môn đặt tên cho Thái tử. Yeah. Rồi ai đặt cái câu tới chữ Pháp Phái Chất Tiết này? Dạ, Bạch Sư con xin đọc ở câu này dễ, con biết làm được. Cái này là chủ cách số ít, Bạch Sư. Là Sittattha Raja Kumaro Pappa Chati á. Con thì làm câu dễ này. Rồi. Sittattha Raja Kumaro Pappa Chati. Dạ, là chủ cách. Dạ, con cảm ơn sư. Đó là cách đặt câu ha. Đặt câu. Đấy, đặt câu nào thì mới được. Nhìn với nó mới tiến bộ. Còn học không đặt câu được, không biết câu được, tiến bộ. Cho nên trong cái quyển này đó, hầu như là cái bài nào cũng cho các tử tập đặt câu. Thì mình làm cái này người ta cho một vài động từ tiêu biểu thôi, thì mình chọn ra một số động từ nữa để mình tập đặt câu. Thì như vậy nó sẽ tiến bộ. Giờ phần tập đoạn văn ha. Còn văn thì đặt tên Nam Mát Thác Nát Măng Cá Lăng. Rồi chúng ta nghe đọc, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm câu sử dụng ở thời hiện tại là một, thứ hai là câu có sử dụng danh từ tôm khác, tìm hai cái gạch dưới hai cái phần đó. Rồi Nam Mát Thác Nát Măng Cá Lăng Pu Pa Lô Ra Chấp Phú Tê Su Cha Tê Su Kho Vê Ni Gia Atano Atano Tê Sang Nam Măng Ca Tu Pram An Ni Apinahang Nimantin Ti Tasma Panjahi Iwasehi Cha Tasas.
Raja putasa suku dana raja tasa namang tapi tung pahuke pramane pahu sute ni manta pesi so sitatu ti namang tapi to ahosi atato sata pramana mahalaka yaka pinsu Sikhi Raja Kumaro Agarang Acha Vasisati Chakravati Raja Pavisati Sikhi Kodwang Panakso Agarasma Anagari Yang Papachisati Putho Pavisati Panakondanyo Namadaharo Pramano Tawa Raja Puto Agarasma Anagari Yang Papachisati chí sát tí sam sam phút thô ác tha phô vi sát tí tít gia ca rí ra nghe lại lần nữa nam mát cá na măng cá lăng tu ba la ra cha phút tê su cha tê su phô vê ni ya ác thân nô tê sang nam măng ca tùng pram ma nê ác phân hàng ni măng tê tí Tasma panjahi diwasehi cha tasa raja putasa tuturana raja tasa namang hapetum Pahuke pramane pahu sute ni manta pesi So sitato ti namang hapeto ahosi Atako sata pramana mahalaka pyakarisu Sikhi Raja Kumaro Agarang Acha Vasisati Chakravati Raja Pavisati Sikhi Ko Panakso Agarasma Anagari Yang Papachisati Putho Pavisati Ti Panakondanyo Namadaharo Pramano Tawa Raja Puto Agarasma Anagari Yang Papachisati Sama Samputo Atha Pawi Sati Tiếp Gia Kari. Ra bây giờ mời lớp đọc Đạo Văn hay đi rồi sau đó mình sẽ gạch ha. Gạch phần ở dưới thì hiện tại với nhân sinh đại danh từ Tùng Hạc. Ra mời lớp đọc Đạo Văn. Cô Tăng mời lớp đọc Đạo Văn. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cốt ạ. Thưa sư xin đọc ạ. Namaka Rana Mangalang Bubala Raja Bu Tesu Chatesu Baveniya Atano Atano Tesang Namang Katung Brahmane Afinhang Niman Tanti Tasma Panchahi Divasehi Chatasa Raja Butasa Sutho Dana Raja Tasa Namang Kapetung Bahuke Brahmane Bahu Sute Niman Tabesi So Sittatoti Namang Kapito As A hồ sĩ. À, được rồi, người theo ha, mỗi người đọc một đoạn vậy. Dạ. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Atako Sata Pramana Mahalaka Yakarimsu Sache Rayakumaro Agarang Achawasisati Tất cả quá tích ra cha và viết sát tí sát chê khô bán ná sô á gà rát mà á ná gà rí dân bắt bá viết sát tí bút thô phá viết sát tí tí bán ná con đất nô nà mà đá rô bà má nô tá quá ra cha bút thô Agra Rasma Anagari Yang Bapaji Sati Sama Sambutho Atta Fawisati Fawisati Ti Tiakari. Dạ con xin hết ạ. Xin mời
Xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Na má cá rá ná măng gá lăng phô ba la ra cháp bút tê sú cha tê sú bá quê ní già á tá nô tê sanh na măng ca tùng râm má nê á phình hằng ní măng tên tí tát ma bành cha hí đi quá xê hí cha tát xá ra cha put tát xá sút đô đá ná ra cha tát xá na năng tha bê tùng bá hú kê râm má nê bá hú sú tê sú bá hú sú bá hú sú tê ní măng ta bê xí sô xí thách thô tí na năng tha bí tô á hô xí. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Nhà bạch sư, con xin đọc ạ. Athako satta brahmana mahalaka viya karisum viya karisu sacce raja kumaro agarang achiya wasi sati chakka wati raya fawisati sacce ho panaso agarasma anagariyang papa chisati buddho fawisati ti pana kundano nama daharo brahmano akwa raja putto agarasma anak gariyam papa cisati sama sambuto atha pawisati ti pawisati ti piya kari. Dạ bà sư, con xin hết. Xin mời Phật tử mang cái lá nam đi. Dạ sư xương xin đọc. Namakara Namangalam Bupala Raja Bhutesu Cha Tesu Bá Vệ Ní Giá Atano Atano Tê Sang Na Năng Ca Tung Ra Ramane Á Bí Hằng Ní Măng Tê Tí tá ma bằng bằng chá hí đi vá xê hí chá tá xá ra chá bút tá xá xú đồ đá ná ra chá tá xá nà nà măng thá bề tùng bá hú kê bra ma nê bá bá hú sú tê ní măng tê sĩ hí măng ní măng ta bê sĩ sô xí đất sô tí ná măng ta bí tô á hô sĩ. Dạ tôi xin xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Á thá khô sát tá brahm ma ná mana mahalaka mahalaka zakarimsu sacce raja kumaro agarang acha wasi sati chaka wati raja pagwi sati sacce ho pana so agarasma anagarizang papachi sati buddho phá vi xá tì tí bá ná con đá nhô nà má
đá há rô bà ra má nô tá quá ra chá bút tô a gà rá xì ma á ná gà rí răng bắp bá chí xá tí xà ma xàm bút thô á thà phá ví xá tí tí bạc bì ra cá rí cá rí cá rí. Bạch sư con xin hết ạ. Sư tử tiên mã. Dạ, yeah, thưa sư xin đọc. Yeah. Con đọc lại từ đầu hả sư? Ừ. Dạ. Nè mẹ kế rế nè mần ghế lăng nè mần ghế lăng phù bà lê rế rê trế bút tê sú trê tê sú bé quê lý gia át tên nô át tên nô tê sang nam măng kê tùm râm mê nê á phinh năng lý mần tê tí lý mần tình tình tí tắt mà bằng chế hí đi quá sơ hí trê tắt xé trê trê bút tắt xé chút đồ chút thù đen né rê trê tắt xé nè măng thá bê tùm bé hú kê râm mê nê bé hút xú tê ní măng tè bê xí rô chích thát tô chích thát thô tí nè măng thá bí tô é hô xí. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Anh Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Atha ko saka brahmana mahakalaka vijakarisum sace jarak kumaro agaram acavasisati cakavati ragaja pavisati sace ho panaso agarasma anagarijam papa di sati buddho pha vi sati ti panna kondanyo nama daharo samano tava raja putto agarasma anagarijam pha di sati sama samputto atta pha vi sati ti pha Kari. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Xin mời Phật tử Quang Thanh. À, thưa sư con xin đọc. Nam á cá ra năng ăn gá lá lang phu bá la ra chá bút tê sú ra chá tê sú chá tê sú bá quê ni rá át tá nô tê xăng ná măng cá tung râm má nê á phinh hăng ní măn tê tên tên tí tác mà bành chá hi đi quá xe hi chá tác xá già chá bút tác xá xúc bút xúc thổ đá nà già chá tác xá ná măng tháp bê tùng bá hú kề râm má nề bá hú su tề ní mần ta bề sĩ sổ sít tát thát thà sít thát sít đát thát hồ tí na măng hát bí tổ a à, hồ sĩ. Dạ thưa sư con xin hết ạ.
sư, con xin đọc. Athakho Sata Brahmana Mahalakao Yakarisung Yakarinsu Sache Rajakumaro Ararang Achao Wasisati Chakawati Raja Favisati Sache Kobanaso Ararasma Anarari Yang Papachisati Putho Favisati Ti Pana Kondanyo Nama Daharo Brahmano Pawa Rajaputo Ararasma Anarari Yang Papachisati Samasambutho Atha Favisati Ti Yakari. Dạ thưa sư, hết Phật tử đọc rồi. Rồi bây giờ chúng ta chọn thì hiện tại với nhân sinh đại danh từ tôm hát đã được sử dụng trong đồng văn ha. Rồi bây giờ ai chọn thì hiện tại? Nhìn xem ơi, có câu nào ở thì hiện tại? Bạch sư, con xin đọc câu. Rồi đọc đi. Sô xí thất thá thôm tí nam na măng tha pito á hô xí ạ. Không được, câu đó không được rồi. Á hô xí. Dạ bạch sư. Là ở quá khứ ha. Rồi, người khác đi. Dạ bạch sư, đó là câu Phu Pá Lạ Phu Pá Lạ Ra Chá Phút Tê Sú Dạ Tê Sú Bá Quê Ni Dạ Á Tà Nô Tê Săng Na Măng Cá Tung Bà Má Nê Á Phình Thăng Ni Măng Tê Tí. À đúng rồi, câu này được nè. Ni Măng Tê Tí, nhưng có động từ Ni Măng Tê Tí là thì hiện tại. Rồi đó là một câu. Còn câu nào nữa không? Ni Măng Tà Pê Xí được không? Mình xem động từ thôi, mấy câu này mình chỉ cần xem động từ là được. Ni Măng Tà Pê Xí không được ha, ở quá khứ. Rồi mình coi Phá Quý Sá Tí có được hay không. Cái này Phá Quý Sá Tí thì nó ở thì vị lai nên nó cũng không được. Phá Quý Sá Tí thì nó cũng ở thì vị lai cũng không được. Có một câu thôi sư ơi. À, vậy là chỉ có một câu thôi. Gia Cá Rí thì nó cũng ở quá khứ. À, chỉ có một câu thôi. Rồi bây giờ mình tìm nhân sinh đại danh từ thôi. Có nhân sinh đại danh từ không? Bạch sư, con xin chữ tá quá sư. Rồi tá quá. Đúng rồi, chữ tá quá. Tao hoàng năm của ngài. Chữ nào nữa không? Dạ, có rồi, một chữ thôi. À, chỉ có một chữ đó thôi. Rồi thì đó là phần trả lời câu hỏi. Giờ kỳ sau thì mình sẽ sửa bài tập. À, bài tập số 5. À, bây giờ chúng ta nghỉ ha. Rồi cô Phúc Mỹ Trung đi trả lời. Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Pali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt lớp học xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasata cha phamata devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakhanto sasanang. Akasatha chapamata devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakhanto nogaro. Akasatha chapamata devanaga mahitika bunyanno anumodantu chirang rakhanto nyatayo. Akasatha chapamata devanaga mahitika bun nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu ba ni nô. A ca sa ta cha phẩm ma ta đề qua na ga ma hi chi ca
Bồn nhân lô anu mô đan tu chi răng ra can tu nô sa đa. Y đăng nô bồn nhân nếp. Y đăng bát tay nhô bồn nhân. A sa wa kha ya wa hăng hôn tu anà gà tê ca lê. Sa thú. Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Trân trọng kính mời tri ân sư ạ. Vào các ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 đã kính chúc tất cả ăn vui trong cuộc sống ạ. Chúng con kính chúc sư được khỏe, kính chúc sư ngủ ngon ạ. Kính chúc quý cô tu nữ, quý đạo hữu một ngày an lành, một đêm an lành và các thời đều an lành. Dạ kính mời lớp nghỉ ạ. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Chúng con kính